Dạ. Nhiều con đấy. Con. Cắt qua. Như kiểu chết. Cắt. Con này mà nó cắt được cái tay đấy. Nhiều phép. Ai ôi. Con nào chết vứt đi. Cân á. Bác không muốn bỏ ấy ra tôi hiểu không? Ừ. Em cứ vào dán đi để chị ấy không? Nó cắt cho chết. Không.
Cua mà mới móc lỗ. Cái con cua này này nó sẽ không nó, con càng to này này nó sẽ không ngon bằng những cái con như bé này bé đấy. Bằng hai cái càng nó như này những cái con to đấy nó sẽ không ngon. Giá ít hơn không? Ừ, giá cứ giá đi, còn đâu tí thì giá cho. Giá này lâu ấy, tại vì là cái cối này với cái này nó nhẹ quá. Không tính không phải lọc phải không? Ừ. Tình ơi, anh truyền cảm hứng cho thằng Nghĩa sao nó cũng thịt gì bấy chim hả? Bấy. Nó bấy được một con rồi đó, không biết nó giấu đâu rồi ấy. Chết. Chết đâu giấu, mới bấy được một con tháng qua mà giấu ở trong lồng ấy, nhưng mà không biết đâu mà tên để trên thằng này tiết à? À tiết tí nó bỏ vào đây rồi đó, được anh đó. Ừ. Lỗi tại bản thân. Không phải đâu mà mình thấy ngoài anh. Hay lâu rồi. Lâu rồi. Bình ác quy đâu? Lâu lắm rồi không? Còn cái cửa sạc 100 lên cái mình 8-900. Cái này chỉ biết ra luôn. Cái này chỉ khó giã, tại vì ở trên này ít ít ăn cua kiếp nên là đây nhưng này cái này nấu rồi không bị ngon rồi khó nguôi mà nấu được. Mình nấu bún mình nấu nhà mình ăn phải ngon chứ. Quán ăn không ở quán nó không phải cua đâu, ở quán là bột nó làm cái bột gì nó nổi bột bột tép với lại bột cái đậu ấy xong nó rang sẵn lên. Con ơi lấy đi tránh ra chỗ khác nhá. Cô Kiến đến kìa. Khói Kiến kìa. Kiến kìa tránh ra đi, đứng ra xa các bạn ơi. Khói lên nhà. Đứng ra
bà Thành, nghe xin đi con. Đây bà Thành, xin làm tía tô. Nhà bà Thành tía tô đây. Mặt tí là kiểu gì nó mà đau khấn nhiều nhất mà. Tía tô không? Biết là tía tô như nào? Không biết hỏi bà Thành. Đưa đây, lọc xong rồi. Lại đã lại đâu. Lọc xong rồi ai đã lại đi. Đây đây. Không. Lấy ghế ra đây ngồi không thì lên nhà xem phim. Tiếp vụ bán bún ở quán. Nó sẽ mua móng giò về nó hầm lên, nó không lấy cái nước đấy đâu, lấy lấy nước xương đấy đâu, nó chỉ lấy cái móng đấy thôi. Ôi tí có phải lấy xương không? Nước xương. Không. Mình nước cua này nhiều ở đấy nó không có cua, nó phải làm thế. Là thế á? Ừ. Ui, kiến đến bà con ơi. Tí nữa là bắt đầu nó cái nước này nó kiến tanh mà. Đây. Tính ra đi các bạn nhỏ ơi, mà kiến lên là nó sẽ cho một miếng móng to, hai miếng tiết. Và mấy cái miếng giống như ở tí nữa chị làm nó sẽ đông cái cuốn này thành cục ấy, hai ba miếng đấy. Thế là chan nước vào. Được một món 450.000 một bát đấy. Đúng chứ không? Ừ. À, có cả đậu nữa. Có cả đậu ráng kho lên nữa. Tí nữa mình cũng cho mấy miếng, tại vì đậu có nhiều rồi. Thế nó chảy từ từ. Chắc vẫn phải giá lại này. Giá chứ. Đây thì giá khi làm nát thịt, cái thịt thứ hai này mới ngon hơn thịt đầu. Thịt thứ hai mới là thịt, còn cái đầu đấy nó chỉ. Nấm thịt quá nó còn đọng lại. Đấy, chả được. Nhiều thịt thế nhỉ. Thôi nhại cái gì đây. Hết. Hết rồi. Cũng hết thịt luôn nhỉ. Yeah. Bây giờ gặn đi gặn lại mấy cái nữa đã. Lại lọc lại lần nữa hả? Không, cứ rửa xong đã. Sạch luôn. Không có hả? Không. Con thí nhỉ? Ừ. Mày suốt ngày ngủ hả? Ngủ nhiều cà chua để cho nó ngọt nước vào, để nó tạo màu vào. Ừ. Ôi giời, mới đun thôi đã thấy nổi lên rồi. Thế cái này đi chăn bún á? Ừ. Được rồi phải chứ, chụp trước khi nó như vậy và sau khi thành phẩm nó sẽ khác. Gạch cua đạt nhở? Bao nhiêu cuốn thế mà cả cân cua thì nó chả đạt. To quá, chùm vừa vừa, không cần chùm đâu, kệ kệ.
Ôi, được có mấy cục to thôi. Kẻ đó. Chưa đâu. Có cơm ngon rồi. Xào cà chua xong đổ vào tí nước màu nó bị đẹp. Tuyệt vời ông mặt trời, ngon quá. Ngon quá bà con ơi. Uống siêu cua. Ui ngon thế. Cua thành gạch hết rồi đây con. Đây. Ít ơi, bắt đấy nhiều. Nào. Có bọn nó ít. Mẹ ít cho con sắp con mở ăn hai bao tô. Ai. Wow. Đưa cho chú kìa, chú đưa con lấy đi. Ngon đấy. Ngon lắm. Ngon lắm mẹ. Này, nhỏ đây. Đây của con đây. Đấy của anh. Ông thứ ba à? Của tớ đây. Đúng rồi. Bà tí bao giờ bà về lấy. Đúng rồi. Ừ, bắt ô tô to ngon, quá. Ngon quá. Ui giời, ngon. Ui, mỗi người một bát ngon chưa? À, ăn rau thì cho rau xuống nha. Ok. Mẹ làm nhá. Mẹ làm nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Nào. Ăn rau này gì? Tí ăn hết lại đấy. Ờ, biết ăn như này, ăn rau này không? Nào. Tao. Thấy chưa? Ô. Con không biết đường ăn. Ngon quá, mỗi người một bát to đùng. Vật vã. Phiêu, anh Tình ăn ngon, ăn hết nửa bát rồi. Ăn bát này một ít Tùng á, nó ăn bát như kiểu cái rái này. Ui ui ui.